Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, tờ New York Times cho hay, cơ quan mật vụ Mỹ hiện đang thảo luận và lên kế hoạch hành động trong trường hợp cựu Tổng thống Trump phải ngồi tù nếu không kháng cáo thành công vụ việc làm giả hồ sơ kinh doanh nhằm che giấu khoản tiền bịt miệng mối quan hệ với ngôi sao phim người lớn trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Tờ New York Times mới đây dẫn nguồn tin cho biết, cơ quan mật vụ Mỹ Cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ các cựu tổng thống Mỹ đang xem xét cách xử lý nếu ông Donald Trump phải ngồi sau song sắt vì coi thường tòa án. Trước đó, thẩm phán bang New York, Juan Merican, đã từ chối đưa ra phán quyết về việc ông Trump có coi thường tòa án trong phiên xét xử liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh gần đây hay không. Hiện chưa rõ khi nào ông Merican sẽ công bố phán quyết. New York Times nhấn mạnh, thẩm phán có khả năng đưa ra cảnh cáo hoặc phạt tiền trước khi thực hiện bước cực đoan là bỏ tù ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa một tháng tại phòng giam của tòa án. Nếu ông Trump thực sự vào tù, ông sẽ phải bị giam tách biệt với các tù nhân khác, với tất cả thức ăn và các vật dụng cá nhân đều được kiểm tra. Để làm điều này, một số đặc vụ sẽ phải làm việc 24 trên 7, luân phiên ra vào cơ sở. Các nguồn tin nhấn mạnh, súng bị nghiêm cấm trong các nhà tù ở Mỹ, nhưng những đặc vụ trong trường hợp này, dù sao cũng sẽ được trang bị vũ khí. Đến nay, ông Trump đang là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải ra hầu tòa và có thể phải đối mặt với mức án lên tới 136 năm tù trong bốn vụ án hình sự chống lại ông. Người phát ngôn của Sở mật vụ xác nhận với New York Times rằng cơ quan này bảo vệ các cựu tổng thống Mỹ nhưng từ chối tiết lộ về bất kỳ hoạt động bảo vệ cụ thể nào. Trong khi đó, tòa án tối cao Mỹ hôm 25 tháng 4 nghiêng về hướng chuyển lại vụ án hình sự của ông Donald Trump trong vụ nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 cho tòa cấp dưới. Theo The Guardian, các thẩm phán dường như khó chấp nhận yêu cầu của cựu tổng thống Mỹ Trump về quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi bị truy tố hình sự. Tuy nhiên, tranh án John Roberts và các thẩm phán bảo thủ cho rằng các tổng thống nên có quyền miễn trừ ở mức độ nào đó. Vụ việc năm 2020 của ông Trump xảy ra khi vị cựu tổng thống này vẫn còn đương nhiệm. Các thẩm phán bảo thủ, những người chiếm đa số 6-3 trong cơ quan tư pháp hàng đầu của quốc gia bày tỏ lo ngại về việc các tổng thống thiếu bất kỳ mức độ miễn trừ nào, đặc biệt là đối với các hành vi ít nghiêm trọng. Thẩm phán phe bảo thủ Samuel Alito cho biết, các tổng thống đương nhiệm thất cử trong cuộc tái tranh cử sẽ rơi vào tình thế bấp bênh đặc biệt khi họ dễ bị chính quyền tổng thống tiếp theo truy tố đầy thù hận, dẫn đến bất ổn cho đất nước. Các luật sư của ông Trump lẫn công tố viên của Bộ Tư pháp Mỹ đều đồng ý rằng có một số hành vi riêng tư mà tổng thống sẽ không được bảo vệ. Vì vậy, tòa án đang nghiêng về hướng trả lại yêu cầu về quyền miễn trừ của ông Trump cho tòa cấp dưới để quyết định xem phần nào của bản cáo trạng là hành vi chính thức được bảo vệ bởi quyền miễn trừ của tổng thống. Nếu thắng cử trong cuộc bầu cử năm 2024, ông Trump có thể bổ nhiệm một người trung thành làm bộ trưởng bộ tư pháp Mỹ, người sẽ bãi bỏ các cáo buộc chống lại ông. Nếu tòa án tối cao chuyển lại vụ án cho cấp dưới, là tòa án cấp quận Tania Chutkan gần như chắc chắn sẽ gây thêm chậm trễ cho vụ án và có thể khiến vụ án không được đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử tháng 11. Hầu hết số tiền được Mỹ phân bổ dưới dạng viện trợ quân sự cho Israel và Ukraine sẽ được chi tiêu tại Mỹ hoặc trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này tờ The Washington Post đưa thông tin trên ngày 25 tháng 4. Khoảng 2 phần 3 viện trợ nước ngoài của Mỹ được chi tiêu thông qua các công ty đặt tại nước này. Ví dụ, thực phẩm phải được mua ở Mỹ và vận chuyển bằng các hãng vận chuyển của Mỹ. Ngoại lệ là một lượng nhỏ quỹ dành cho Israel, phần còn lại sẽ được sử dụng để mua thiết bị quân sự của Mỹ và huấn luyện quân đội. Theo Washington Post, việc áp dụng các gói viện trợ quân sự cho Ukraine, Israel và Đài Loan thực chất là nhằm tạo ra việc làm mới ở Mỹ và hỗ trợ nền kinh tế Mỹ. Gần 80% số tiền này được chuyển đến các nhà sản xuất vũ khí ở Mỹ để bổ sung kho dự trữ hoặc cung cấp vũ khí hay tài trợ cho các hoạt động của Bộ Quốc phòng Mỹ và nước ngoài. Hơn 20 tỷ đô la Mỹ đã được dành cho viện trợ nhân đạo hoặc kinh tế, thường cần có nguồn vốn để chuyển đến các tổ chức có trụ sở tại Mỹ. Đồng thời, các dự luật trước đây liên quan đến Ukraine đã quy định việc phân bổ kinh phí để giúp chính phủ thanh toán lương hưu cho người già, nhưng dự luật này cấm thanh toán trực tiếp cho những mục đích trên. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng bình luận về gói viện trợ của Mỹ rằng các khoản viện trợ này là một phần trong chính sách thuộc địa của Mỹ, giúp mang lại lợi nhuận cho Washington. Ông nói, Ukraine không chỉ chiến đấu để mang lại lợi nhuận cho người Mỹ, mà còn phải chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng và đang ngập trong nợ. Đây là chính sách thuộc địa ưa thích của Mỹ. Theo Reuters, gói viện trợ cho Ukraine dự kiến trị giá 60 tỷ đô la Mỹ, trong đó 23,2 tỷ đô la Mỹ sẽ được dùng để bù đắp lượng vũ khí, đạn dược của quân đội Mỹ đã được rút từ kho để chuyển cho Kiev. Ông Peskov bổ sung, mọi chuyên gia đều có thể thấy rõ tình hình ở tiền tuyến bằng mắt thường, rằng Ukraine không hề có chút thuận lợi nào trên chiến trường, do đó gói viện trợ không thể thay đổi điều gì. Còn theo Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov cáo buộc Washington cung cấp cho Ukraine vũ khí cũ kỹ để xây dựng năng lực quân sự mới cho chính Mỹ. Năm ngoái, Washington Post đưa tin rằng trong số 68 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự mà Quốc hội Mỹ đã phê duyệt cho Ukraine, gần 90% số tiền đã quay trở lại Mỹ để chế tạo vũ khí mới hoặc thay thế những vũ khí được gửi đến Ukraine từ kho dự trữ của Mỹ. Theo báo trên, một quan chức Ukraine cho biết mọi bang ở Mỹ đều đóng góp vào nỗ lực này, từ đó tạo ra nhiều việc làm cho người Mỹ hơn. Ông Lavrov đã trích dẫn con số 90% nói trên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và ông cho rằng Mỹ đang nâng cấp mới kho vũ khí của chính mình bằng cách đưa những vũ khí cũ kỹ tới Ukraine. Hamas nói Israel sẽ không đạt mục tiêu đánh bại nhóm vũ trang và giải cứu con tin ở Rafa dù Tel Aviv tuyên bố dáng đòn đau đớn cho Hamas. Cụ thể Gazi Hamas, quan chức cấp cao Hamas trả lời phỏng vấn qua điện thoại từ Qatar rằng ngay cả khi Israel tiến quân đánh Rafa, họ cũng sẽ không đạt được những gì mình muốn. Quan chức Hamas nói thêm rằng Israel đã trải qua gần 7 tháng ở Gaza và phá hủy nhiều khu vực, nhưng đến nay chưa thể đạt được bất kỳ mục tiêu chính nào dù là loại bỏ Hamas hay giải thoát những người bị bắt cóc. Trước đó, theo nhà lãnh đạo Israel, trong những ngày tới, Tel Aviv sẽ tăng áp lực quân sự và ngoại giao lên Hamas vì đây là cách duy nhất để giải thoát con tin và giành chiến thắng. Ông Netanyahu khẳng định Israel không thể đạt được mục tiêu chiến thắng toàn diện nếu không phát động cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza nơi có khoảng 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn kể từ khi bắt đầu xung đột. Khả năng xảy ra cuộc tấn công vào thành phố đông dân cư này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong cộng đồng quốc tế. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo trong tuần này về những hậu quả khủng khiếp nếu Israel tiến hành kế hoạch này. Gần đây, các bức ảnh vệ tinh cho thấy một khu lều trại mới được dựng lên gần Khan Yunis, phía nam giải Gaza trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục phát tín hiệu về kế hoạch tấn công thành phố Rafah. Tờ Haaretz của Israel không cung cấp thông tin chi tiết, nhưng cho biết Ai Cập đang xây dựng khu lều trại này trước nguy cơ Tel Aviv triển khai chiến dịch tấn công Rafah. Lực lượng phòng vệ Israel IDF nói với hãng thông tấn AP rằng họ không đứng sau hoạt động xây dựng khu lều trại này. Tuy nhiên, quá trình xây dựng diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu đe dọa sẽ giáng thêm những đòn đau đớn vào Hamas do các cuộc đàm phán thả những con tin còn lại bị giam giữ ở giải Gaza đã bị phá vỡ. Nhà lãnh đạo Israel không nêu rõ sẽ hành động như thế nào, song giới quan sát cho rằng điều đó có thể bao gồm cuộc tấn công kéo dài vào Rafah. Thủ tướng Netanyahu cho biết ông sẽ ra lệnh cho quân đội sơ tán dân thường khỏi Rafah để chuẩn bị cho cuộc tấn công. Cụ thể, người dân sẽ chuyển đến thành phố Khan Yunis gần đó cùng các khu vực khác ở Gaza. Israel sẽ thiết lập những nơi trú ẩn với lều trại, thực phẩm và cơ sở y tế tại những khu vực này. Lực lượng Hezbollah cho biết Họ đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Israel ở phía bắc thành phố Acre. Đây là cuộc tấn công sâu nhất vào lãnh thổ Israel kể từ khi xung đột ở Gaza bắt đầu. Tuy nhiên, Jerusalem Post đưa tin lực lượng phòng vệ Israel (IDF) nói họ không nhận thấy bất cứ cơ sở nào của mình bị Hezbollah tấn công. Nhưng trước đó, IDF thông báo đã chặn được hai mục tiêu trên không ngoài khơi bờ biển phía bắc của Israel. Hezbollah lý giải hành động này là để trả đũa cuộc tấn công của Tel Aviv khiến quan chức cấp cao của lực lượng này thiệt mạng. IDF cũng vừa mới tuyên bố đã loại bỏ hai quan chức cấp cao Hezbollah ở miền nam Liban. Hezbollah sau đó xác nhận một trong số hai quan chức thiệt mạng nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ngoài ra, Hezbollah cũng cho biết đã bắn hàng chục tên lửa Katyusha vào miền bắc Israel để đáp trả cuộc tấn công của Tel Aviv được cho là nhằm vào dân thường Liban. Trong một diễn biến liên quan, ông Abu Obeda, người phát ngôn của cánh vũ trang Hamas, là lữ đoàn Id Andin Al-Qassam, đã nhắc lại vụ việc Iran tấn công Israel vào ngày 13 tháng 4 và cho rằng vụ tấn công này đặt ra các quy tắc mới. Đồng thời, ông Obeda cũng kêu gọi gia tăng căng thẳng ở bờ Tây và Jordani, một trong những mặt trận Ả Rập mà Hamas cho là quan trọng nhất. Jordani, quốc gia nằm giữa Iran và Israel, đã chặn và bắn hạ hàng chục thiết bị bay không người lái mà Iran phóng qua không phận nước này để nhắm tới Israel. Ông Obeda nói, chúng tôi kêu gọi người dân Jordani tăng cường hành động và lên tiếng. Về đàm phán, ông khẳng định Hamas vẫn giữ các yêu cầu tại các cuộc đàm phán ngừng bắn, rằng Israel chấm dứt cuộc tấn công quân sự, rút lực lượng khỏi Gaza, cho phép người Palestine trở lại phía bắc Gaza và dỡ bỏ lệnh phong tỏa quân sự. Ông Obe cáo buộc Israel đang chỉ hoãn đạt được thỏa thuận trao đổi con tin và đang tìm cách cản trở nỗ lực của các nhà hòa giải nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Bình luận của ông Abu Obeda được đưa ra khi Qatar cho biết họ không có kế hoạch chấm dứt hiện diện của các thủ lĩnh Hamas ở nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar ông Majed Al Ansari phát biểu trong một cuộc họp báo. Chừng nào hiện diện của họ ở Doha còn hữu ích và tích cực trong nỗ lực hòa giải này, thì họ sẽ ở lại đây. Trong khi đó, có thông tin nói rằng các thủ lĩnh chính trị của Hamas đang cân nhắc chuyển cơ sở hoạt động ra khỏi Qatar, trong đó Oman là một lựa chọn tiềm năng. Về phần mình, Israel cho biết yêu cầu chấm dứt giao tranh của Hamas là điều không khả thi. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ gia tăng áp lực đối với lực lượng Hamas trong bài phát biểu qua video ông netanyahu cảnh báo sẽ hành động trong những ngày tới mà không nêu rõ thời gian và địa điểm theo thủ tướng netanyahu gia tăng áp lực quân sự và ngoại giao đối với hamas là cách duy nhất để giải thoát con tin và đạt được chiến thắng